Xin được mến chào quý vị khán thính giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị chúng ta gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, các nhà tử vi học dự đoán tuổi Ất Mão sẽ có vận trình trúng số trong tháng đầu năm 2022. Tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Trong phần luận giải về tử vi ngày hôm nay thì thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 về vận hạn của mình trong tháng 1 âm lịch. Qua việc nắm bắt được thiên cơ thì quý vị hãy dựa vào đó để có thể thay đổi vận mệnh của mình để được giàu sang phú quý. Và thưa quý vị, đồng thời thì thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải về tử vi cho người tuổi Ất Mão trong tháng 1 âm lịch. Còn bây giờ thì sẽ là phần luận giải về lá số tử vi cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 1 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và nắm bắt. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 mệnh đại khê thủy, tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén và linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Người này tâm niệm mọi chuyện tùy duyên, cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định, an nhàn, theo đuổi sự sung sướng, hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Tính cách có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của người tuổi Ất Mão. Khi tinh thần sa sút thì họ khó tập trung vào công việc, đặc biệt là những công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chính xác thì càng có khả năng mắc sai lầm. Nên điều chỉnh cảm xúc của bản thân, khống chế mình, không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc quá nhiều. Bước sang tháng đầu năm 2022, người tuổi Ất Mão hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn có thể giải quyết được mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp nhâm dương thủy nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Ất Mão trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này cho thấy, công việc tiến triển đều đặn nhưng khó có được những bước tiến nhảy vọt. Bản mệnh cần phải kiên trì tiếp tục với việc mà mình đang làm, chớ nên vội vàng muốn chứng tỏ bản thân, lấy lòng lãnh đạo vì như thế có thể gây nên phản ứng tác dụng. Người làm kinh doanh sản xuất cũng không nên vội vàng mở rộng quy mô, nếu không thì dễ vướng vào rắc rối trong các thủ tục pháp lý và thậm chí là bị lừa gạt. Thầy Gia Cát nhắc nhở người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra những mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí là khiến bạn vướng vào những rắc rối phiền phức không đáng có. Gia chủ cũng nên dành thời gian để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của bản thân, để đến khi thời cơ xuất hiện, bạn đã ở trong tâm thế sẵn sàng nắm bắt. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài chính trong tháng nhìn chung bình ổn, không đến mức suy giảm nhưng cũng không quá rực rỡ. Tiền kiếm được đều đặn nhưng không nhiều, nhất là với những ai đang làm đầu tư hoặc buôn bán. Ngoài ra bạn cũng cần phải chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi.
việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của gia chủ Ất Mão trong tháng 1 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Bản mệnh cần phải giữ bình tĩnh mỗi khi giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn. Đừng nên chủ động ẩu đả với người khác, dễ khiến cho bản thân mình bị thương. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên chú ý chế độ làm việc nghỉ ngơi, đồng thời hoạt động thể dục thể thao đều đặn để duy trì sức khỏe. Các gia chủ tuổi Ất Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi năm 2022, tháng 1 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Ất Mão khá ảm đạm. Bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình của mình, quá mệt mỏi và áp lực khiến cho gia chủ dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Gia đình bạn vào tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ. Ất Mão nam mệnh là chủ gia đình, tiếng nói của bạn sẽ được tôn trọng nên đứng ra giải quyết mâu thuẫn. Ất Mão nữ mệnh là người mẹ, là người vợ trong gia đình, bạn cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử và hãy là tấm gương để con cái noi theo. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 1 năm 2022, tức ngày 13 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 1 năm 2022, tức ngày 25 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 2 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 1 năm 2022, tức ngày 14 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 1 năm 2022, tức ngày 26 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Hoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Ất Mão trong tháng 1 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua phần luận giải của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng là quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo mới hơn của Phong Thủy Gia Cát.